Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa lớn kéo dài vào sáng nay thì nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã rơi vào tình trạng ngập lụt kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Điều đáng nói là thực trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp nào được thực hiện khiến cho người dân cảm thấy rất bức xúc bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Phản ánh của phóng viên thời sự trong buổi sáng này. Tại tuyến đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, nước tràn lên vỉa hè và vào cả nhà dân. Nó ngập lụt như thế này thì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân ở đây. Chúng tôi phải nghỉ việc, không làm ăn được. Khách đến thì cũng không có lối vào. Tình hình như thế thì cũng rất mong muốn là các cấp có thẩm quyền cố gắng là thôi thì nó cũng không có thể thoát được nhanh ngay, nhưng mà sau khi mưa dừng rồi là nước phải thoát nhanh. Cứ sau mỗi trận mưa lớn là toàn bộ khu phố lại rơi vào tình trạng ngập lụt kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm trước. Người dân thường xuyên có kiến nghị trong những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo thành phố và các cấp, nhưng cho đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cứ động mưa 5 phút sau là chúng tôi đã bị rồi. Vậy chúng tôi đề nghị các cấp thẩm quyền nhà nước cố gắng làm sao để đưa cái con đường này nó cao lên hơn một chút nữa. Không thì người dân ở đây rất là khổ cực. Động mưa một cái là ngập rồi. Mưa lớn đã làm điểm đầu cầu Mỹ Độ phía thành phố Bắc Giang bị ngập sâu. Nhiều ô tô chết máy do ngập nước khi lưu thông qua đoạn này. Tại một số nút giao thông quan trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải cắt cử cán bộ làm nhiệm vụ phân luồng, hỗ trợ các phương tiện lưu thông. Sau những trận mưa lớn, tình trạng ngập lụt, ách tắc giao thông xảy ra tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đường Sương Giang, đường Hoàng Văn Thụ như dòng sông. Những trận mưa lớn đã trở thành nỗi lo lắng của người dân nơi đây từ nhiều năm nay. Thưa quý vị và các bạn, cứ sau mỗi trận mưa lớn thì tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bắc Giang lại rơi vào tình trạng ngập lụt như này. Thực trạng này đã diễn ra từ rất nhiều năm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở những khu vực ngập lụt.